Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một lô cuốn thư câu đối được Thành Luân chúng tôi là vừa hoàn thiện xong phần mộc đấy để phục vụ quý bà con cô bác khách hàng gần xa. Hôm nay chúng tôi là xong tặng xong mộc tầm khoảng hơn chục bộ đang trưng bày tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi quay tạm cái video clip này lên để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng cái lô cuốn thư câu đối hàng toàn bộ là hàng đỉnh cao nha. Chúng tôi nhấn mạnh lên lô cuốn thư câu đối hàng khủng của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Hiện tại chúng tôi cũng không có chỗ để dựng nên thì chúng tôi để tạm nằm cái này để quay cho quý khách thấy được, và xin quý khách bớt ra khoảng vài phút để chúng tôi sẽ cùng với quý khách đi vào đường nét chi tiết của từng bộ cuốn thư câu đối trên. Đấy, trước tiên trên mình quý khách đang thấy đây bộ mai điểu bằng gỗ gụ. Đấy, bộ mai điểu bằng gỗ gụ ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang. Đấy, và đôi câu đối đây. Đấy, đôi này, bộ này là của khách đặt, của gia đình anh Thắng ở Ba Vì đặt cùng với cả đôi sập thờ và bàn ghế phòng khách. Một bên là Phúc Sinh Phú Quý Gia Đình Thịnh, một bên là Lộc Tiến Vinh Hoa Tử Tôn Hưng. Đấy, đây, siêu đỉnh cao đẳng cấp. Toàn bộ các cái bộ cuốn thư câu mẫu cuốn thư câu đối của chúng tôi là toàn bộ là hàng đục tay 100% và đục kỹ để mà giấy 5 phân. Đấy, và cái đặc biệt hơn nữa, cái hàng chợ nó khác hàng với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, nó khác rất nhiều nhé. Bác nào mà đã chơi hàng rồi hay là tinh ý rồi nhìn có thể thấy được. Cái hàng hơn chục triệu ấy thì là nó sẽ là ghép ở đây. Đấy, hoặc là ghép ở đây, ghép 3 miếng. Nhưng riêng cơ sở Thành Luân chúng tôi là làm cơ sở là hàng là chất lượng cao, hàng đỉnh cao này chúng tôi ghép một tấm gỗ lớn từ đây xuống đến cuối này hết. Đấy, từ đây cái đây một tấm to. Đấy, còn cái hoa văn này chúng tôi chấp hoa văn này thôi, còn bình thường là chấp 3. Đấy, hàng rẻ hàng chợ thì các bác thấy được. Đấy, cái lường nét đục của chúng tôi đây thì mọi người có thể thấy được. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn so với các nét đục thông thường rất nhiều, kể cả câu đối cũng vậy, toàn bộ đục thủ công bằng tay hết này. Toàn bộ các cái gấm này là chặt bằng tay, nó rất sâu, nó có nét gọi là thô sơ của cái hàng đục thủ công rất chi là đẹp. Đâu câu đối đây, có rất nhiều các cái cuốn thư chỉ câu đối phẩm. Phía bên này, phía bên này là bộ cuốn thư Phượng, mẫu Phượng Hoàng cũng vậy, chúng tôi là ghép rất miếng rất to, cả một tấm gỗ lớn đây đến đây. Đấy, còn bình thường là ghép ở đây ở giữa. Các bác lưu ý khi mua hàng. Đấy, nhiều khách hàng khi hỏi về giá chúng tôi báo giá thì thực sự ra là ở thị trường họ quảng cáo ấy, trên Facebook Zalo các thứ họ quảng cáo các hàng có 16-17 triệu, sau đó các bác có thể so bì với cái giá của chúng tôi nên là rất chi là khó. Đấy, thực sự ra những bác khách hàng nào mà đã chơi hàng, biết hàng, nhìn hàng, tinh ý nhìn hàng cái thì nhận ra ngay, nhưng mà nhiều bác khách hàng vẫn còn hơi mơ màng về cái khoản đó. Đây, cái câu đối này chúng tôi chưa lắp đầu chúng tôi để một cái túi. Đấy, tôi chở xưởng ra đây là chúng tôi phải chưa gắn cái đầu, quay tạm đây. Rất nhiều các bộ cuốn thư câu đối của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, các bác có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Mẫu Phượng Hoàng và mẫu mai điểu là cái hai mẫu là hot nhất hiện nay. Đấy, mà nó phổ thông ai cũng có thể chơi được. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã kích thước của loại gỗ. Đây, cuốn thư câu đối hiện tại đây chúng tôi ngày hôm nay nhé, ngày hôm nay là những ngày tháng chạp năm 2022. Đấy, là chúng tôi xong phần mộc từng này bộ. Đấy, còn hiện tại ở xưởng chúng tôi có vài chục bộ, trăm bộ nữa cơ. Đấy, chúng tôi quay giới thiệu lúc vừa hoàn thiện xong phần mộc. Đấy, còn ở xưởng chúng tôi có hàng trăm bộ cơ các bạn ạ. Vâng, xin thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin được tạm dừng cái video tại đây. Quý khách đang xem video chúng tôi đang quay trực tiếp tại showroom của đồ gỗ Thành Luân tại xã Thần Dân, Phú Xuyên, thành phố Lộ, cách xưởng showroom của Thành Luân tôi 1 cây số, đi vào khu vực phía làng nghề là xưởng sản xuất. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn khách trong những video clip tiếp theo.